Chào các bạn nha. Ngày nãy mình quay cái anh thợ cưa cây nữa các bạn. Anh lên hạ hai cái cây tràm bông vàng này các bạn ơi. Hai cây này, một cây mà nó trẻ ra hai nhánh luôn á, hai nhánh luôn đó các bạn. Để coi cây ảnh lên ảnh hạ cây nào trước nha. Anh đi bằng móng các bạn ơi. Thôi giờ anh leo lên tới đó các bạn ơi. Cái này trong đây bịch quá bịch, mình không có quay rõ cho các bạn xem được nha, các bạn thông cảm nha. Để anh lên cây mình quay cho các bạn xem nha. Thấy cặp đứng dày đứng của anh đứng rất là hay luôn các bạn. Đó, anh sáng vô trong cái cây. Ở như này có cái anh này anh kéo cọt máy lên kéo lên nha các bạn. Trời này đang mưa các bạn ơi, mưa lát gác luôn rồi mà ảnh cắt đại luôn các bạn. Cái nhánh trên quá đó cho anh đang di chuyển lên đó các bạn ơi. Anh đang di chuyển hết lên các bạn ơi. Bởi vì nó hơi phức nha các bạn. Đó giờ anh đứng ngoài đó anh cắt các bạn ơi. Chồng qua mấy anh kia anh cắt hết luôn các bạn. Đó anh đang di chuyển chích lên cái gì đây, hay là anh chồng qua mấy anh kia ra đây các bạn.
Y anh chào mấy bên kia nha. Đó chắc anh hồi giờ đó anh cắt cái nhánh bự gì đó gì đấy rồi mày, để xem coi anh cắt nhánh bự gì đó gì đó nha. Đúng rồi, anh cắt cái nhánh bự gì đó đó các bạn. Đó, giờ anh đang hạ xuống đó nha. Mình thấy nha, nó nghiêng nghiêng rồi đó. Ê ê ê ô. Trời ơi, nay ngay dưới giữa nhà luôn các bạn ơi, dây kẻ hai mà trống luôn. Đó, giờ anh đang di chuyển lên đó, anh cắt nhánh nó luôn ở đây. Ê. Chắc anh tiện cái nhánh nó luôn quá các bạn. Trời này chuyển mưa các bạn, mưa lắc gắt vậy đó, chứ không có được trong trời nữa các bạn ơi. Nắm chụp lại mà chụp không kịp các bạn ơi. Giờ anh thợ tuột xuống ngần sang qua nhánh mấy mấy anh kia nha các bạn. À, hay là anh cắt cái luôn cái đó hay gì đây. Anh tọt xuống anh sang qua nhánh mấy bên kia các bạn ơi. Đó, giờ anh thợ ở cho đó anh thợ cắt cái nhánh đó luôn đó các bạn. Giờ anh thợ chặn hẳn ra qua cái nhánh đó, qua cây bên đây hay gì đấy các bạn ơi. Nổi không nghe, chặn hẳn được không nghe. Ê, ê, mạo hiểm có gì, thợ ơi. Chặn hẳn qua. Trời. Rồi, qua được rồi, rất hay các bạn ơi.
Thôi giờ anh ở đó anh cắt nhanh lên đây các bạn. Ồ trời mưa luôn các bạn ơi. Mưa luôn rồi. Giờ anh thợ trong đó hạ hai cái nhánh bên đó luôn nha các bạn. Anh ta đang mở miệng các bạn ơi. Xong các bạn ơi, một nhánh chắc anh tuột xuống cắt gốc luôn đó các bạn. Giờ anh sẽ chặn tuột xuống đó nha các bạn. Rồi thế hồi anh hạ gốc thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Đó các bạn, giờ anh thợ lại thợ hạ gốc các bạn. Đã mở miệng rồi đó các bạn. Bên kia có mấy anh đã giật dây nha các bạn, thôi để nó ngã tầm bậy nha. Đó mình thấy hình như ngã rồi đó các bạn ơi. Rồi xong một cây các bạn ơi. Còn một cây nữa nha các bạn. Tiếp tục một cây nữa đó nha. Cây cái gốc chạm vàng mới cắt đó các bạn. Lỗi rồi. Lỗi tới da luôn các bạn ơi. Đó anh thợ sẽ sẵn hạ tiếp cây nữa đó các bạn. Đó anh thả mở miệng rồi đó các bạn. Đó giờ anh thả cưa mấy anh này là cây nó ngã về bên kia đó nghe các bạn. Đó mình thấy rung rinh rồi đó các bạn ơi, cái thằng ngã đó. Đó mình thấy ngã từ từ rồi đó các bạn ơi.
Rồi đã xong một cây bạch đằng các bạn ơi, cây chạm vàng. Là cái này gốc này là hai cây hai nhánh nha các bạn, hai một cây và hai nhánh. Rồi cái gốc này rất là lỗi luôn các bạn ơi. Cây gì đâu mà già lỗi tối tối già luôn rồi. Rồi giờ mình kết thúc video ha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.